Hello anh em. Thì để nói về tính năng thần thú này á, thì đầu tiên anh em phải đọc kỹ được các cái hướng dẫn về con thần thú. Thì khi mà các anh em kích được con thần thú ấy, thì anh em sẽ mở ra được thêm các cái tính năng mới như là tăng khả các cái hồn ấn này, rồi tăng cấp thần thú này, và nâng đột phá được các cái thiên phú của cái con thần thú đấy. Thì với cái thì đầu tiên về hồn ấn, thì với mỗi một con thì sẽ gồm có 6 ô hồn ấn mình ép vào. Thì khi mà anh em khảm thần thú mà đạt được cái mốc sao nhất định, thì con thần thú nó sẽ đột phá lên một cấp tiếp theo. Ví dụ như đây, như con thần thú này là con thần thú thứ tư, thì khi mà 6 cái hình ngôi sao, 6 cái hồn ấn này cộng tổng số sao lại đạt được 6, thì nó sẽ đột phá lên một cấp mới. Khi mà đột phá được ấy, thì bản thân nó sẽ mở ra được cái thần thú này đây. Khi mà đủ 6 sao, anh em sẽ ấn vô cái đột phá đây thì sẽ mở được cái kỹ năng của con thần thú. Thì cứ mỗi một lần đột phá vậy thì cái kỹ năng này sẽ được tăng thêm một cấp. Đây, ví dụ như cái con hồn quân địa ngục của mình đây, thì mình đã đột phá con này 3 lần, thì cái kỹ năng của cái con thần thú này nó sẽ được tăng lên thành level 3. Đây anh em có thể thấy nó tương tự giống như là kỹ năng của các cái con tọa kỵ anh em. Rồi thì để ghép được các cái hồn ấn, thì với cái cấp sao đầu tiên thì anh em chỉ cần một con hồn ấn một sao thôi. Đây thì trong nội dung cũng có ghi rõ, đưa một hồn ấn một sao vào cùng thì nó sẽ cộng với lại cái món đồ ở bên trong mình mua trong cái shop phân công, thì mình sẽ khảm lên được cái con một cái cấp sao khác, một thành hai sao. Còn như trường hợp mà từ 2 sao lên 3 sao thì em sẽ cần là 4 cái hồn ấn một sao, hoặc là sẽ cần 2 cái hồn ấn 2 sao thì sẽ ghép lên được có 3 sao đó. Và có một cái điều nữa là cái hồn ấn này, tại sao anh em không thấy đi boss tùy tùng hay là đánh ma vương đổ bộ và công thành ấy, anh em nhận được, thì cái phù này anh em sẽ mua vào cuối tuần, giống như mua các cái gói ngày và thứ bảy ấy. Và thì cái giá của nó thì chắc là cũng không hề rẻ. Ok, thì và một cái vấn đề tiếp theo là vấn đề tăng cấp thần thú. Tăng cấp thần thú thì tăng cấp thần thú thì anh em sẽ sử dụng là tinh phách thần thú để anh em tăng. Thì tinh phách thần thú này anh em sẽ kiếm được, một anh em làm các nhiệm vụ quân đoàn, lịch trình quân đoàn đấy. Hai nữa là anh em có thể là phân giải. Đây, phân giải. Phân giải thì thường thì chúng ta sẽ phân giải là dưới tím, hoặc là trường hợp anh em đã đặt các cái viên tím vào đây, ví dụ như mình đã đặt thiếu một vài con tím để mình kích đột phá lên ấy, thì mình có dư rồi thì mình sẽ tiến hành phân giải luôn. Thì được bao nhiêu thì mình sẽ tiến hành là mình tăng cấp cái con thần thú lên để lấy được các cái dòng bổ sung này đấy. Thì nhưng mà anh có một cái vấn đề anh em lưu ý là hiện tại là cái vấn đề mà lên trận ấy, thì để mà lên bây giờ mình chỉ lên được một con thôi, nhưng mà để lên được thêm một con tiếp theo ấy, thì anh em cần phải có cái chứng nhận vua. Nhưng cái chứng nhận vua này mà để mua được thì cái giá của nó rất là cao, tới 150.000. Thì thực sự là để mà tích được ấy, thì rất là khó, tại vì anh em còn phải đầu tư quân công cho vô. Thứ nhất là mua cái khảm cánh này đó, vì một cái cánh cấp 1 là anh em sẽ tiêu hao rơi vật phẩm 8 cái ngôi sao có cánh, thì nó rơi vào tầm khoảng 20.000 rồi, 20.000 đó. Mà để đạt được 150.000 ấy, để đưa đổi một thêm một con thần thú lên trận ấy, thì nó rất là khó. Chưa kể anh em này còn phải tốn tiền, tốn công mua các cái chân hồn thần thú này để anh em ghép các cái bậc sao, để anh em có thể đột phá được cái con tọa kỵ của mình, được cái con thần thú của mình để lên các bậc tiếp theo rồi. Cho lên đấy,
là anh em cần phải sử dụng hết nó sức hợp lý. Thì để mà hợp lý được cái vấn đề mà sử dụng quân công thì đầu tiên là anh em lên ưu tiên mua các cái viên đục lỗ khảm cánh, tại vì cái khảm cánh thứ nhất là anh em khảm thì nó cũng tăng lực chiến này, tăng được cái chỉ số ẩn khá nhiều. Và một cái điều đặc biệt nữa là anh em có thể khảm được các cái phù chú cánh. Phù chú cánh thì có thể là đi ma vương nội bộ hoặc là chiến tranh xâm lược, thì anh em có thể đấu giá, tham gia đấu giá để anh em nhận được các cái phù văn cánh này. Hoặc là anh em có thể đánh boss tùy tùng thì nó cũng rơi, nhưng mà thực chất thì cái phù văn tím này nó rất là ngon, cho nên là đánh boss tùy tùng cái tỷ lệ ra cũng rất là thấp. Thường thì mình mua thì mình hay mua ở đấu giá của các em trên kênh vui, kênh quân đoàn nhiều hơn. Thì sau khi buổi đấu giá xong thì nếu mà trường hợp nào anh em thể canh cùng hệ với mình, nếu mà bên người ta không có đấu thì mình có thể xin đấu đó. Thì có một cái vấn đề anh em cần lưu ý, cái ô ô này nó ít như vậy cho nên là mình sẽ ưu tiên các cái con thần thú phía sau, tại vì các cái con thần thú phía sau nó rất là mạnh. Cái quan trọng này này, cái kim thần thú của nó đây, ví dụ như con thứ tư mình kích hoạt thì khi bị tấn công 50% có xác suất tăng được 10% xác suất xuyên tâm chí mạng và kháng trắc việt cho bản thân. Thì đó, thì cái con này nó sẽ tăng được các cái chỉ số ẩn, kích được cái chỉ số ẩn mà cực kỳ khỏe cho cái con nhân vật của mình nó. Hoặc là đây là con thứ ba, như con thứ ba này cái lực chiến của nó, lực chiến giá của nó rất là cao, nó cao hơn cái con thứ hai rất là nhiều. Mặc dù con thứ hai của mình được khảm rất là nhiều cái phù ấn, nhưng mà thực chất là khảm phù ấn này để mở con thứ ba thôi, chứ chứ không 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 phải là. Và có một cái vấn đề lưu ý là khi mà anh em đã khảm cái nâng cấp cái hồn ấn này lên ấy, thì anh em sẽ không có gỡ được xuống, hoặc là có thể là đổi cái một sao rồi nha. Tại vì các cái con nó đều có liên kết với nhau, nếu con trước đã đột phá thành công rồi thì mới mở cho các cái con sau. Cái con ví dụ con thứ hai mà mình muốn mở con thứ ba thì con thứ hai nó phải đột phá trước, cho nên phải đạt đủ cái số sao yêu cầu thì mới có thể đột phá được, mở đây con phía sau rồi. Vì thế, và một cái vấn đề là tăng cấp thần thú, tăng cấp thần thú thì anh em có thể thấy là khi kích tới một cái ô nhất định thì nó sẽ tăng được các cái chỉ số ẩn, nhưng mà thường thì mình sẽ chỉ tăng đến tầm khoảng 15 đến 15 thôi, để mình tiết kiệm được cái tinh hoa thần thú này mình nâng cho các cái con phía sau. Tại vì sau này thì mình sẽ ưu tiên đưa các cái con phía sau lên, cái con mở về sau lên hơn. Còn đương nhiên là sau này khi mà các cái ô lên trận thì mình mở được thêm thì mình sẽ đưa các cái con phía trước nó lên chứ lên 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 cùng đó. Cho nên anh em lưu ý mình chỉ tăng vừa đủ thôi. Với lại khi mà ví dụ như mình tăng lên 15 thì nó dễ, nhưng mà để tăng lên được ví dụ như là đây mình cần phải tăng lên 30 thì anh em cần thấy là anh có thể thấy là tiêu hao cái tinh hoa thần thú rất là nhiều. Mà cái tinh hoa thần thú này thì này, kiếm nó cũng dễ, nhưng mà để một cái số lượng lớn mà để có thể là đột phá được lên cái mốc 30 hay là 30 thì nó cần rất là nhiều các cái phù thì mình mới đột phá được. Cho nên mình sẽ ưu tiên nâng lên tới 15 trước, và nhìn những cái chỉ số là nó ngon thì mình mới tăng nha. Rồi thì khi lên trận thì mình sẽ ưu tiên cái thứ nhất là nhìn cần nhìn cái gì để mà chọn một cái con thần thú lên trận. Cái đầu tiên ấy là cái lên trận kích hoạt, đây lên trận kích hoạt anh em, cái con bé nó đột phá càng nhiều ấy, thì cái chỉ số này nó sẽ càng cao, chỉ số lên trận kích hoạt nó sẽ càng cao, và đột phá càng nhiều ấy, cái kỹ năng thiên phú này nó cũng sẽ càng mạnh. Đấy, cho nên ví dụ như bây giờ mình có mở con thứ ba thứ tư, mặc dù cái con đấy nó khỏe hơn cái con thứ hai của mình, nhưng mà con thứ hai của mình đã đột phá 3 lần rồi, thì cái bản thân cái kỹ năng này đó anh có thể đọc là nó ngon hơn so với là các cái con phía sau mình chưa được đột phá lần nào. Đấy, và cái giá trị đây anh có thể thấy đây,
thuộc tính khi mà lên trận kích hoạt đấy thì nó sẽ cao hơn so với con thần thú mà mình chưa 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 cho lên trận, cái con phía sau mình chưa có đột phá đấy, nó chỉ có 1% công 1% này, sát thương PVP 1%, còn con này là tới công 2%, sát thương PVP 2%. Thì sau khi mình thay, ví dụ đây để mình sẽ cho anh em thấy là mình hiện tại là đang cho cái con thứ hai lên trận nhé. Bây giờ mình sẽ đổi, mình cho con thứ ba lên để xem cái lực chiến nó sẽ thay đổi như nào. Thì hiện tại là 139,83 đúng không? Thì đây thì mình sẽ cho lên này. Mình cho cái con nó thần thú lên. Đây, bỏ nó đi. 3983 đúng không? Rồi mình cho con này lên. Đấy, 139,53 là giảm mất 300.000 lực chiến. Một con số rất là nhiều. Tại vì do nó bị mất điểm công và mất khá nhiều các cái điểm khác. Và cái điểm khe bây giờ mình sẽ bỏ con này đi. Mình cho con cuối cùng mình lên đi. À, giảm mất khoảng 500 nghìn. Ok, thì quyết định mình sẽ vẫn giữ cái con này. Hiện tại là cái con ngon nhất của mình. Đấy. Rồi sau sau này khi mà mình có mở được thêm các vị trí trận thì mình sẽ cho thêm các con khác lên, hoặc là khi mà cái con cuối cùng này của mình, cái con mà mình thích ấy, hoặc là cái con mở sau cùng nhất ấy, mình tăng nó lên để khỏe hơn cái con này thì mình sẽ bắt đầu mình thay nó lên trận sau. Khi lên trận đây anh em có thể đọc thần thú cần ra trận để cung cấp chỉ số thiên phú và thần cung cấp chỉ số và thiên phú. Thần thú ở trận sẽ nghỉ, sẽ chỉ cung cấp thuộc tính và trang bị thuộc tính thần hồn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi ví dụ như bây giờ mình cho con này lên trận thì tất cả các cái chỉ số này từ thuộc tính thần thú rồi thuộc tính lên trận này và kỹ năng thiên phú đấy, cũng như là các cái hồn ấn này nó sẽ đều được kích hoạt hết. Nhưng các cái con pet mà không được lên trận ấy, thì chỉ có các cái hồn ấn này. Đây, các cái hồn ấn này. Và cái thuộc tính thần thú này được kích hoạt thôi. Còn lại cái thuộc tính lên trận và kỹ năng thiên phú nó sẽ không được kích hoạt, nó không được sử dụng. Đấy. Em hiểu chưa? Ok. Đấy thì tất cả những cái vấn đề về thần thú thì anh em còn gì thắc mắc thì hỏi nhé.